đám cưới siêu khủng Việt Nam, cô dâu nhận 18 cây vàng, 15 sổ hồng và danh tính bất ngờ. Năm 2023 dư luận không khỏi xôn xao trước đám cưới siêu khủng tại An Giang. Theo đó, cô dâu sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cổ tay đeo rất nhiều kiềng, vòng, nhẫn, vàng lấp lánh, đặc biệt là bông hoa vàng to chưa từng thấy. Chưa dừng ở đó, cô dâu chú rể còn nhận quà cưới sau khi tiến hành lễ vu quy. Cả hai rạng rỡ đón nhận cả tệp sổ đỏ cũng như tiền vàng. Khoảnh khắc ấy cô dâu đã không kìm nén nổi xúc động, rưng rưng trước tình cảm của người thân dành tặng cho mình. Đám cưới có sự góp mặt của rất nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Lâm Khánh Chi, ca sĩ Phạm Trường, Hà Quang Trí Thanh Đoàn, người đẹp Vũ Thu Phương, thánh nhạc chế Hồ Minh Tài vân vân, khiến bao người không khỏi choáng ngợp. Thậm chí có người còn tò mò về danh tính của cặp đôi xem là ai mà máu mặt như thế. Theo tìm hiểu, đám cưới siêu khủng trên diễn ra vào ngày 3 tháng 7 vừa qua tại Phú Tân, An Giang. Cô dâu tên Trúc Ly, sinh năm 1992, sở hữu chiều cao lý tưởng, nhan sắc xinh đẹp, còn chú rể là Hữu Tiến, sinh năm 1998. Ly và anh Tiến rất bất ngờ khi đám cưới nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mình xin chân thành cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người dành tới chúng mình. Mình hứa sẽ sống thật hạnh phúc, cùng anh Tiên xây dựng tổ ấm nhỏ để không phụ lòng mong mỏi của tất cả. Vừa dứt lời, Trúc Ly tiết lộ trong đám cưới, vợ chồng cô nàng đã nhận được rất nhiều của hồi môn và quà cưới. Sau khi làm lễ tại Gia Tiên, mình và anh Tiến đã nhận được nhiều món quà có giá trị, 15 sổ hồng, 18 cây vàng và 250 triệu đồng. Tất cả là của ngoại, bố mẹ hai bên và bạn bè. Hiện tại mình chưa có thời gian để đếm xem tổng số quà cưới lên đến bao tỷ nữa. Mình thật sự rất xúc động, cô dâu Trúc Ly thành thật. Ngoài ra, cặp đôi trai tài gái sắc còn tự thưởng cho bản thân một chiếc xe xịn có giá lên tới hàng tỷ đồng. Cả hai muốn trong ngày quan trọng của cuộc đời có một chút gì đó ấn tượng của riêng mình. Nhắc đến chuyện có nhiều người nổi tiếng tham dự đám cưới, Trúc Ly không giấu nổi sự hạnh phúc và tự hào. Đó đều là những người anh chị thân thiết của Ly. Ở đám cưới, chị Chi và anh Trưởng đã góp vui bằng những bản hit đầu đời khiến quan khách và người dân vô cùng thích thú, Trúc Ly tâm sự. Cô dâu miền Tây cũng không ngần ngại tiết lộ bản thân là người chuyển giới, thuộc cộng đồng LGBT. Cô nàng từng nghĩ đến cái chết khi bị hãm hiếp thuở nhỏ, sống trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc trước khi có sự ổn định công việc. Người chồng yêu thương và đàn con thơ được nhận nuôi trong đám cưới. Đến giờ phút này, Ly không biết gì ngoài gửi lời cảm ơn đến các anh chị từ xa đã đội mưa gió xuống đây chung vui cùng gia đình. Cảm ơn chị Lâm Khánh Chi đã giúp đỡ mình những ngày đầu tiên, cảm ơn ngoại người đã luôn ủng hộ con. Đặc biệt hôm qua ba mình bị bệnh rất nặng vẫn muốn đến tham dự đám cưới của con gái. Đó là niềm vui vô cùng to lớn, người đẹp bật khóc. Được biết, sau khi người yêu đầu tiên đột ngột qua đời vì tai nạn, Trúc Ly từng rơi vào đau khổ kéo dài. Một thời gian sau, chính sự xuất hiện của chàng trai Hữu Tiến đã khiến cô lấy lại được niềm vui trong cuộc sống. Sau nhiều lần hợp rồi tan, chúng mình càng nhận ra giá trị của nhau. Sau một thời gian dài ở bên, chúng mình quyết định tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của gia đình, người thân và cộng đồng LGBT, cô nàng chuyển giới Trúc Ly tâm sự. Hiện tại, Trúc Ly kinh doanh online và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ các bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT.